Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án TN Dog các bạn nhé. Thì nói chung là những cái dự án liên quan đến chó là chúng ta làm hết nha, không bỏ qua nha. Hôm trước đã bỏ qua một cái dự án về chó và các bạn ấy nhận được khá là nhiều nha. Các bạn ấy có một số bạn bạn của mình thôi, đã nhận được 7 BNB luôn, bán đi ấy. Mình không biết là tại sao bạn ấy lại làm cái dự án đấy và trúng cái dự án đấy luôn. Tại vì mình cũng không biết cái dự án đấy luôn ấy mọi người. Nó cũng như những cái dự án này này cho quá là nhiều, 10 tỷ, 100 tỷ các thứ ấy. Mình cũng không để ý luôn. Nhưng mà các bạn ấy làm thì bạn ấy bảo là bạn ấy được cái kèo đấy khá là ngon. Mình cũng không 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 biết luôn ấy. Đấy, không biết và check cái trong cái list của mình là không có cái iRob đấy luôn. Vì thế cho nên bây giờ là những cái dự án nào liên quan đến chó làm hết mọi người nha. Dự án này thì cũng khoảng 20 đô la gì đấy thôi. Thì chúng ta sẽ chatbot nha. Đấy, chúng ta sẽ chatbot ở trên Telegram. Liên quan đến chó là chơi hết nha mọi người nhé. Đấy thì các bạn cộng lại sau đấy vào đây thì nó sẽ thấy ở đây một token sẽ bằng cái này. Các bạn vào join iDrop nhé. Cái này thì nó cũng khá là đơn giản mọi người ạ. Nó yêu cầu mình chỉ theo dõi hai cái group ở trên Telegram cũng như là các bạn theo dõi cái Twitter thôi. Đấy, dự án về chó là chơi hết nha mọi người nhé. Ở đấy mà chê nó sao cuối cùng các bạn ấy ăn xong 8.000 lucky winner sẽ được chọn random các bạn nha, chứ không phải là ai cũng được đấy, cho nên mọi người làm cũng phải để ý nhá. Quẩn kêu thế nữa cơ, lead ban kết rồi hả? Đây like, nó bảo cái gì đây, like red train pin post à? Rồi quay lại đây các bạn vào submit Telegram tên thì mọi người vào phần profile này, setting này. Các bạn thấy tên của mình ở đây, copy lại dán vào đây nhé. Rồi, Frau Twitter chờ em và còn bảo người ta tắc ba bạn bè thì không bảo từ đâu đi. Phải không? Không bảo từ đâu đi, mình là Andrew nhé, không Twin nữa, quay lại Twin vào qua từ Twin nhé. Mọi người ghi một số cái thông tin vào đây. Vẫn câu cửa miệng của mình thôi nhé. Tắt ba bạn. Một. Ba. Rồi, ấn vào tweet. Rồi, quay lại profile. Copy lấy tên. Đúng rồi, các bạn dán vào đây. Được chưa? Đấy, cuối cùng là các bạn sẽ dán ví BEP 20 nhé. Mạng BEP 20, mọi người cứ làm cho mình. Mạng này rất là dễ, nó dễ trả và cũng dễ lên sàn Pancake cho nên cũng dễ bán. Đấy, nói chung là thế. Các bạn check qua này. Đây là link nhé, các bạn copy lấy link này, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Đấy, đây, Tiny Dog này. Đây, contract này, buy ở trên Pancake Swap này. Mọi người không muốn chatbot thì mọi người vào buy thôi. Đấy, cũng khá là ok đấy chứ phải không? Ừ, đấy. Ok thì link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Khi nào nó về vào list sàn và bán các thứ ấy, thì mình sẽ làm video hướng dẫn sau cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.